Hôm nay ngày Chủ nhật vườn táo hồ, em đến thăm anh. Đường quang trong nắng đổ xa xôi, mà em đâu có ngại khi tình yêu ngút ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai xa đơn vị, đường chân hai lối mộng thôi, từ đây biến ra sao. Xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em xin giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke gồm 3 thiết bị. Đó là một chiếc micro FT1U66 chính hãng, nhập khẩu luôn các bác nhá. Bộ mic này với giá 3.500.000 đồng. Thiết bị thứ hai là chiếc vang DB Acoustic KM330, một trong những chiếc vang chính hãng do DB Acoustic phân phối. Con này thì nó có 8 chế độ eco và reverb các bác nhá, rất dễ chỉnh reverb độc lập. Các bác có thể sử dụng con này dùng với rất nhiều mục đích, kể cả anh em có đi sâu nhỏ ngoài trời anh em cũng có thể dùng được, hoặc là trong gia đình rất là ok. Thiết bị thứ ba ở đây đó là cục đẩy Martin MA600 với công suất là 600W và sử dụng đến tới 32 sò, sử dụng mạch Class H thì không phải suy nghĩ gì nhiều, dùng trong gia đình rất là ok các bác nhé. Với chọn bộ combo 3 thiết bị này, bên em đang bán với giá MA600 là 3.8 triệu, KM330 là 2.950.000 và U66 hiện tại đang là 3.5 triệu, thì tổng bộ này em bán combo 3 thiết bị này cùng một lúc là 10 triệu đồng các bác nhé. Combo là 10 triệu đồng với bộ 3 thiết bị này. Thì với bộ 3 thiết bị này các bác có thể ghép được một đôi bát 30 hoặc là một đôi bát 25, một đôi bát 30 và một đôi bát 25 các bác nhé. Hoặc chúng ta có thể ghép được hai đôi bát 30 nhưng mà bát 30 size nhỏ các bác nhé, hoặc từ nem. Đấy. Thì với một bộ cấu hình như này thì chúng ta căn chỉnh rất là dễ. Đấy. Với một con vang như là em vừa hát các bác cũng vừa nghe đấy, thì sử dụng rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Thì với con này thì chúng ta có thể chọn 8 chế độ, được 6 7, em có thể tăng eco lên được 6 7. Đấy, các bác có thể thấy để chế độ reverb được 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 7. Đấy, 8 chế độ này anh em có thể sử dụng được. Mà em thích nhất là cái chế độ thứ 6 này các bác nhé. Thích nhất là cái chế độ thứ 6 này. Chế độ thứ 6 này cực kỳ là hay. Và con này có một điều đặc biệt là chúng ta chỉnh những cái như là delay, repeat và reverb, nó sẽ hiện số trên này các bác nhé. Nó sẽ hiện số trên này. Đấy, các bác có thể là điều chỉnh rất là dễ. Hiện số trên này thì các bác có thể là ví dụ là vặn đến mức bao nhiêu thì nó sẽ hiện số, thông số lên trên này. Thì rất là tiện. Đấy. Rất là tiện. Thì với một bộ cấu hình karaoke như này thì các bác có thể là sử dụng được USB này, cắm USB vào này, sử dụng được Bluetooth này, hay sử dụng được optical này, tức là cổng quang này, sử dụng hai đường AUX. Con này đầu ra của nó rất tốt, đầu ra của nó lên tới là đầu vào của nó 1 2 3 4 5 đầu vào đó nhé. Đấy, 5 đầu vào. Và chỉnh EQ mic thì rất là đơn giản, có chống hú, có nâng tiếng. Đấy, có chống hú, có nâng tiếng tích hợp trên phần mic. Đấy. Phần music thì chúng ta có chỉnh bắt chép, nó rất là nhạy, các bác có thể nghe nhạc rất là hay mà đã sử dụng ở mức 12 giờ tất cả các bác nhé. Đấy. Thì với một bộ cấu hình karaoke như này, nhưng tất cả các bác cũng đã thấy nó rất là đơn giản, chỉ có 3 thiết bị thôi và kết nối nó rất đơn giản, chỉ có nhạc vào trong vang, vang xuống đẩy thôi, không cần nhiều thiết bị. Đấy, nhưng mà chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Thì với 3 thiết bị này em nhắc lại, chỉ với 10 triệu đồng các bác nhé, 10 triệu đồng chúng ta sở hữu ngay một bộ cấu hình karaoke giá rẻ trong gia đình. Bộ này thì chúng ta có thể nghe nhạc hay và hát karaoke cũng hay các bác nhé. Hát rất là hay vì nó tích hợp luôn cả reverb. Đấy, thì cái tiếng của mình nó sẽ bay bổng hơn rất là nhiều các bác nhé, nó sẽ bay bổng hơn rất là nhiều. Em thông báo giá lại các bác nhé, bác nào mua lẻ thì FT1U66 giá 3.500.000 đồng. Đấy.
KM330 giá 2.950.000 đồng. Còn bác nào đã mua hàng bên em rồi, bây giờ mua thêm con KM330 này thì chỉ với giá 2.900.000 thôi. Đấy, khách quen thì sẽ giảm 50.000 đồng. Đấy, bình thường thì anh em đã phải mua với giá 2.950.000. Đấy, cục đẩy MA600 giá hiện tại đang là 3.800.000 đồng chưa cùng bao ship. Đấy, thì chọn bộ này, lấy 3 thiết bị này giá chỉ có là 10 triệu đồng thôi. Rất là ưu đãi cho tất cả các bác. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác nhanh tay chơi trong dịp Tết này, kể cả nghe nhạc và hát karaoke thì cũng rất là hay, chi tiết rõ ràng và tiếng rất là sáng sạch các bác nhé. Thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại bên dưới này, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Nhưng các bác nhớ ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về video bên em, nhấn đăng ký kênh để nhận, để xem được những video mới nhất các bác nhé. Và một điều quan trọng nhất là với ba thiết bị như này rất là gọn nhẹ. Cái thứ nhất rất là gọn nhẹ, cái thứ hai rất là dễ chỉnh, cái thứ ba là rất là nhiều kết nối ở đây, chúng ta có thể kết nối rất là dễ và rất thuận tiện cho việc tinh chỉnh. Với những người mà không biết tinh chỉnh thì nó rất là ít nút. Đấy, và chọn chế độ là xong thôi. Đấy, bình thường anh em như em là em để phát biểu, em để cái mức reverb này để phát biểu, chuyển chế độ 5 để hát karaoke, chế độ 6 là để hát karaoke, vậy thôi. Mình chỉ sử dụng 3 chế độ này là có vẻ là ok nhất rồi, không cần phải dùng nhiều thiết bị đâu các bác ạ. Đấy rồi, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác.